Em chào các bác. Hôm nay em quay video là bán mấy cái đơn 5 cây trắng HO và mấy cây địa lan mặc lưỡi vàng các bác. Cái cây 5 cây trắng HO nó cũng là một cái cây rất là đẹp, cây 5 cây trắng Hòa Bình, 5 cây trắng Hình Oanh các bác. Bây giờ thì nó cũng rất là đáng chơi, đáng sưu tầm. Đấy, bác nào chưa có giống thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Đây là bông hoa của cây 5 cây trắng HO. 5 cây trắng rất là đẹp, mắt hồng các bác. Cái này nó là một trong những cây quốc dân. Hôm nay thì em có 5 đơn các bác nhé. Đây, 5 đơn như này. Thực ra thì em chia nó đã đều xem nhau. Chứ nó không chênh nhau đâu. Nó khoảng tầm từ 10 đến 12 kg. Nói chung là to nhỏ khoảng 10 hơn 10 kg, tối thiểu là 10 kg các bác nhá. 10 kg thì kg to các bác. Như đây, như cái này. Đấy, dễ rất là khỏe. Với các bác ghép thành một giò rất là đẹp. Hôm nay thì em bán những cái đơn 5 cây trắng HO này là 200.000 một đơn các bác nhá. Có 5 đơn. Đấy, vào rồi lấy về sưu tầm mình ghép. Mình ghép thành giò chơi rất là đẹp, rất là hay. Đây ạ. Đơn này đơn số, đây em đi một chút đơn đầu tiên nhé, để các bác xem luôn. Đơn số 1. Đơn số 1 đây. Đơn số 1 này là tổng số là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái. Đơn số 1, 12 cái. Em sang đơn số 2. Đơn số 2 là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái. Đơn số 2, 13 cái. Em sang đơn số 3. Đơn số 3 là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái. Đơn số 3 cũng 13 cái các bác nhé. Em sang đơn số 4. Đơn số 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nếu cả cái này là 13. Đấy, cũng 13 cái. Đơn số 4. Em sang đơn số 5. Đơn số 5 thì nó là 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái. Nhưng cái này nó có cái to là cái 20 cent, hơn 20 cent các bác. Nó rất là to. Cái này nó cũng có cái hơn 20 cent luôn. Đấy thì nó cũng tùy từng cái, nhưng mà cái này thì đấy, các bác cứ xem cái nào mà mình ưng ý thì mình lấy cái về mình ghép. Ghép gỗ rất là hay, hoặc mình trồng một chậu to sang năm thành một tác phẩm các bác. Thì đấy là cây 5 cây trắng HO, 5 cây trắng Hiển Oanh, Hòa Bình ấy. Đây nó cũng là một cây cũng rất là đẹp. Thì các bác về ghép giò lan mình chơi nó cũng rất là hay. Ở đây em chuyển sang cái cây mặc lưỡi vàng. Đây các bác, cái cây mặc lưỡi vàng này nó là cái cây cây này nó là cây gọi là gần vàng trơn, nó chưa được gọi là vàng trơn đâu các bác, nó chưa được gọi là vàng trơn, lưỡi nó gần sạch tinh, nhưng được cái là bộ cánh cần và cánh màu rất là đen, cũng rất là hay các bác. Cây này năm ngoái em cũng bán nhiều. Đấy, một cây cần cánh đen và môi hoa nó gần vàng trơn các bác nhá. Thì cái cây lưỡi vàng này hôm nay em có 5 đơn. Em vừa tách ra được khoảng tầm 1 tuần các bác. Thì em chia sẻ các bác nghiên cứu sưu tầm. Bác nào có nhu cầu cái này được liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Đầu tiên là cây số 1 ạ. Cây số 1 cái này thì đây, lá nó bị lỗi. Lá bị lỗi đấy ạ. Cây số 1 này em bán là 900.000 các bác nhé. 900.000 cây số 1. Cây này nó là cây đẻ ra một cặp tơ ở trên, đẻ ra cặp số 4. Cây này là cây bà, đẻ ra cặp số 4 các bác nhé. 900.000 cây này. Cây số 1 900. Em sang cây số 2. Cây số 2 là 1 triệu 1 các bác nhé. Cây số 2 1 triệu 1, 3 lá nó còn đẹp. Cây số 2 1 triệu 1. Cây này thì nó kèm với một củ già. Cây này thì nó là một củ gọi là xem với cái củ số 3 bên này. Đây, củ số 3 này bằng tiền củ số 2 ạ. Lá nó cũng rất là đẹp các bác nhé. Đầu lá nó hơi vàng đi chút rồi. Đây. Đây. Đầu lá nó bị một chút rồi, nhưng không đáng kể. Lá cơ bản là ba lá đẹp. Hai cái này bằng tiếng nhau, lá nó xem nhau. Cái này đều là cây trước cặp tơ các bác nhé. Trước cặp tơ. Em sang cái cây số 4. Cây số 4 này là 2 triệu rưỡi các bác nhé. 2 triệu rưỡi hai thân. Cái này là một thân mẹ ba lá và thân con là 5 lá. Rất là đẹp. Thân mẹ ba lá thì không lỗi gì nào, cơ bản là đẹp các bác. Thân con 5 lá thì nó hơi chấm đấy chút. Và cây này thì nó bị khô ở dưới gốc một chút, nhưng mà không sao. Giờ đang phát triển cũng rất ok rồi các bác. Em sang cây số 5. Cây số 5 này cũng bằng tiền cây số 4. Nó đều là cặp tơ. Nhưng cặp tơ này thì nó khác một chút với cặp tơ kia. Là cặp tơ này là mẹ 4 lá nhưng con lại có 3 lá thôi. Đây, con 3 lá các bác. Là cây tơ là 3 lá. Gốc của cây này thì nó cũng ok. Cây này thì em chưa thấy nó báo nụ hay gì cả.
Hiện tại thì là nó có hai cái cặp tơ này đều nó chưa báo nụ, chưa có gì các bác nhá. Cây được cái là cây nó khỏe đẹp thì em tách dần ra. Thì mùa này là khi mà tách ấy, là nó rất là khô, hanh khô. Thế nên em trồng luôn các bạn. Còn nếu như mà sau khoảng tầm độ 1-2 tháng nữa mà nó có cái thời tiết độ ẩm cao hơn, nó không hanh khô như bây giờ á, thì mình có thể là tách xong mình để một thời gian mình trồng vẫn được. Nếu các bác mùa này mà tách mà chưa trồng được luôn thì các bác có thể là ngâm nước. Trước khi mình ngâm nước mình bôi keo sẹo tất cả những vết dập, vết cắt các bác nhé. Sau mình ngâm nước đến khi nào rảnh mình trồng. Đấy, hoặc là nếu như trồng được luôn thì là rất là tốt. Và trồng luôn thì giá thể đây là em cũng đã ngâm nước rồi nên nó giữ ẩm rất là cao các bác. Sau đó thì mình mới trồng. Các bác nên ngâm nước trước bằng Begonia để cho nó sát khuẩn. Đấy, giá thể các bác nhé. Có cần tư vấn các bác liên hệ số điện thoại giúp em. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.